Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Tá Bóng Đá. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng với chúng tôi phân tích kèo các trận đấu tại U19 châu Âu giữa U19 Anh với U19 Italy. Đội khách vừa thua thảm bại trước U19 Pháp. Chính vì vậy, trong cuộc đấu với U19 Anh lúc này, chắc hẳn họ sẽ rất khó lòng có thể lấy lại được tinh thần cao để tiếp tục chiến đấu. Và ngay bây giờ, hãy cùng với Tá Bóng Đá phân tích trong video ngày hôm nay. Anh em đừng quên để lại ý kiến của mình ở dưới phần comment cùng với Tá Bóng Đá nhé. Xin chào anh em, hôm nay chúng ta hãy cùng soi kèo trận đấu giữa U19 Anh gặp U19 Italia tại giải vô địch U19 châu Âu lúc 22 giờ ngày 28 tháng 6. Anh em hãy like, subscribe để ủng hộ chúng tôi nhé. U19 Anh là đội tuyển đang rất mạnh ở cái lứa cấp U19. Hiện tại trong 5 trận gần nhất họ toàn thắng cả 5. Từng hủy diệt U19 Serbia tỷ số 4-0, hủy diệt U19 Armenia cũng với tỷ số 4-0. Và trong 5 trận đấu này rất là ấn tượng khi mà họ không để thủng lưới bàn nào. Về phía U19 Italia thì những trận đấu vừa qua của họ là khá tốt. Tuy nhiên trận mới nhất là trận làm khách của U19 Pháp thì bất ngờ thua 1-4. Đây là trận đấu bằng nhược của U19 Italia. Còn trước đó họ cũng có trận đấu nhọc nhằn, thắng 2-1 trước U19 Rumani và thắng 1-0 trước U19 Slovakia. Mức tài xỉu trận này hiệp 1 là một hòa cả trận 2,5. Chúng tôi cho rằng mặc dù trận này là U19 Anh có một lợi thế về tinh thần hơn, nhưng mà chưa chắc họ đã có một thế trận lấn lướt, bởi vì U19 Italia họ vẫn có đẳng cấp ở trong cái lứa của mình. Trong trận Anh thắng 2-0 trước U19 Bồ Đào Nha thì mặc dù là có 3 điểm, nhưng đây cũng là một trận đấu mà Anh đã chơi một trận đấu khó khăn và bị đối thủ tạo ra nhiều tình huống phải căng mình chống đỡ. Chúng tôi nghĩ rằng đây sẽ là một trận đấu mà cửa xỉu sẽ là lựa chọn hợp lý nhất cho người chơi. Mức chấp trận này là U19 Anh chấp U19 Italia 0,5 trái. Thực tế trong quá khứ thì U19 Anh vừa phải chịu lép vế trước U19 Italia. Trong những trận đấu gần đây thì họ toàn thắng ở trong trận giao hữu với đối thủ này. Còn những trận đấu chính thức thì thua 1 và hòa 1. Tuy nhiên trận thua mới nhất của U19 Anh trước U19 Ý ở trong một giải chính thức đã diễn ra cách đây 6 năm rồi. Và chúng tôi nghĩ rằng ở thời điểm hiện tại là cái sự khác biệt hoàn toàn giữa hai đội. Với phong độ cực tốt của U19 Anh, chúng tôi nghĩ rằng việc chọn cửa trên U19 Anh là một lựa chọn hợp lý. Dự đoán U19 Anh thắng 1-0. Vâng, và trên đây là một số nhận định cá nhân của chúng tôi. Còn phần quyết định chắc chắn vẫn là ở anh em. Chúc cho anh em sẽ thật sáng suốt trong những lựa chọn của mình. Và đừng quên nhấn like và subscribe kênh YouTube của Tá Bóng TV để có thể cập nhật sớm nhất những bản soi kèo hay và hấp dẫn trong và ngoài nước nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.